Từ Đinh Bộ Lĩnh đến Lê Hoàn, vở diễn huy hoàng về trung hiếu tiết nghĩa của trời xanh. Thủy Miên xin kính chào quý khán thính giả của Lắng Đọng Đêm Về, DKN TV. Quý vị có bao giờ từng suy tưởng về kinh thành đất Việt ngày xưa ấy? Núi rừng trùng điệp, non nước đẹp như thơ, hay vị hoàng đế nhà Đinh, Lê trong những chiếc áo bào uy nghi lộng lẫy ra trận. Hoàng hậu ghim cài soi gương, những vị quan văn quan võ chính trực thành tín, công chúa thanh tao hiền thục, những thiên tình sử triều đình bi thương mà khí phách, những trung thần oai hùng tuấn tiết theo vua. Họ trở về như bức tranh đối lập với con người hiện đại, vội vã, mệt mỏi trong guồng quay bận rộn của cuộc sống và những lo toan cá nhân dường như bất tận. Lòng bỗng trùng xuống, dịu lại, êm ả bước vào bức tranh cổ tích. Là con người hiện đại của thời nay, trong cuộc sống hối hả này, khi dừng lại trong một khoảng tĩnh lặng, chợt thấy rằng những vẻ đẹp trung hiếu nghĩa ấy là vẻ đẹp lẫm liệt và vĩnh cửu. Mời quý khán thính giả lên xe bước vào hành trình ngược về quá khứ, tìm lại năm tháng huy hoàng thuở nào. Từ Đinh Bộ Lĩnh đến Lê Hoàn. Triều đình Đinh Lê thế kỷ 10 gắn với giai đoạn lịch sử đặc biệt của Việt Nam, giai đoạn của kỷ nguyên độc lập, tự chủ và phục hưng dân tộc sau 1.000 năm Bắc thuộc. Thành tựu của thế kỷ này là sự thành lập và củng cố chính quyền độc lập từ nền móng ban đầu của chính quyền họ Khúc, họ Dương đến vương triều Ngô, Đinh, Tiền, Lê. Trong đó, nhân vật lịch sử Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn đã ghi dấu những mốc son chói lọi. Đinh Bộ Lĩnh, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất Giang Sơn, trở thành vị hoàng đế khai sáng đầu tiên của nước Đại Cổ Việt, độc lập sau 1.000 năm phương Bắc đô hộ. Đáng tiếc thay, vua Đinh Tiên Hoàng bị sát hại khi đang tại vị được 12 năm. Lúc đó con trai nhỏ Đinh Toàn của nhà vua mới 6 tuổi. Thừa cơ, nhà Tống đem quân sang xâm lược Đại Cổ Việt. Thái hậu Dương Vân Nga trước mối oan nguy của nước nhà đã khoác long bào cho Lê Hoàn, tức Lê Đại Hành, lên ngôi hoàng đế. Ngài ra trận chống kẻ thù phương Bắc và trở về trong khúc Khải Hoàn, giữ yên bờ cõi Đại Việt. Lê Hoàn sinh ngày 15 tháng 7 năm Tân Sửu, tức ngày 10 tháng 8 năm 941. Trong cuộc đánh dẹp 12 sứ quân, ông đã lập được nhiều công lao và được vua Đinh Tiên Hoàng giao chức vụ thập đạo tướng quân, tướng chỉ huy 10 đạo quân. Điện tiền đô chỉ huy sứ, tức chức vụ tổng chỉ huy quân đội của cả nước Đại Cổ Việt, trực tiếp chỉ huy quân đội cấm vệ quân của triều đình Hoa Lư. Lúc đó ông mới chỉ 27 tuổi. Khi Lê Hoàn lên ngôi trị vì lấy hiệu là Thiên Phúc năm thứ nhất, giáng Đinh Toàn làm vệ vương tháng 7 năm 980. Tháng 3 năm Tân Tị 981, quân Tống tiến vào nước ta. Lê Hoàn đã lãnh đạo quân dân Đại Cổ Việt phá tan Tống xâm lược, sau đó trừng phạt quân Chiêm Thành ở phía nam. Năm Nhâm Ngọ 982, Lê Đại Hành thân chinh cầm quân đánh Chiêm để phạt tội dám bắt giam hai sứ thần nước ta là Từ Mục và Ngô Tử Canh. Sử sách chép rằng Lê Hoàn sinh ra trong cảnh mây ngũ sắc bay đến che phủ, chim bay về đỗ kín cành đa, hiêu trong rừng ra cho cậu bú. Có lẽ bởi ông có mệnh vương nên đã được bảo trợ từ bé. Ngay cả khi còn ở trong bụng mẹ, bà Đặng Thị mẹ ông mang thai ông rất lâu mà chưa sinh nở, đến nỗi bị xóm làng dị nghị cười chê là hoang thai nên uất ức nhảy xuống sông tự tử. Nhưng lạ thay, bà không biết bơi mà người cứ nổi lên, nước suối lại rẽ ra rồi như có bàn tay vô hình nâng lên bờ, quần áo vẫn khô nguyên. Có lẽ vì đứa con trong bụng bà có mệnh thiên tử nên dẫu bà có muốn chết cũng chẳng thể chết được. Chân mệnh đế vương thủa lọt lòng, rồng vàng đã ấp ở bên trong,
Lê Hoàn thập đạo mang chân khí, trên vai nặng gánh vận non sông. Vua Đình Tiên Đế đã băng hà, để yên xã tắc với triều ca. Vận nước lâm nguy tôn minh chủ, Thái hậu vua Lê lại một nhà. Phá Tống, Bình Chiêm, Lê Đại Hành, ngàn năm còn mãi với sử sanh. An dân dựng nước đầy mưu lược, hảo lũy thung sâu dựng trường thành. Vua Lê Đại Hành. Sử gia Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi rằng: vua đánh đâu được đấy, chém vua Chiêm Thành để rửa mối nhục bị bọn Phiên Di bắt giữ sứ giả của mình. Đánh tan quân của nước Tống là người vốn dòng họ Triệu, mau chóng đập tan mưu đồ của họ. Có thể coi vua là đấng anh hùng nhất đời vậy. Tấm lòng vì xã tắc và nỗi oan khuất của Thái hậu Dương Vân Nga. Vua Đinh Tiên Hoàng bị sát hại, con trai nhỏ Đinh Toàn mới 6 tuổi. Nhà Tống thừa cơ đem quân sang xâm lược. Thái hậu Dương Vân Nga trước mối an nguy của nước nhà đã khoác long bào cho Lê Hoàn, tức Lê Đại Hành, lên ngôi hoàng đế. Tuy nhiên, việc Lê Hoàn tiếp ngôi lập Thái hậu Dương Vân Nga làm hoàng hậu, khiến Dương Vân Nga trở thành hoàng hậu của cả hai triều Đinh và Lê. Nhiều nghi án đã được đặt ra trong hậu thế. Phải chăng Dương Vân Nga và Lê Hoàn câu thông để sát hại Đinh Tiên Hoàng? Khi Lê Hoàn lập Dương Vân Nga làm hoàng hậu, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi rõ: vua lập Đại Thắng Minh hoàng hậu triều Đinh làm hoàng hậu. Dẫu hậu thế có nặng lời với Lê Đại Hành, nhưng liệu tất cả có phải đều do trời sắp đặt, chọn người anh minh tiếp ngôi để yên ổn xã tắc? Bởi nhắc đến Dương Thái Hậu, người ta không thể quên giai thoại khi bà mới sinh. Khi ấy, bà thường hay khóc dạ đề. Một hôm, có người đạo sĩ đi qua. Ông đọc hai câu thơ khiến cô bé nín bặt. Nín đi thôi, một vai gánh vác cả đôi sơn hà. Lời tiên tri của ông đạo sĩ ứng nghiệm vào việc bà lấy hai vua là Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành. Nhưng tấm lòng người trong cuộc, vì non sông, xã tắc, vì muôn dân hay chỉ vì tư tình riêng, sẽ mãi mãi là dấu hỏi cho hậu thế. Nếu như không được nghe những lời dãy bày của Thái hậu Dương Vân Nga xuyên qua ngàn năm không gian và thời gian, hương lửa đang nồng châm vỡ tan, con còn thơ dại giặc ngoại ban, thế nước lòng dân trời binh lửa, có hiểu lòng ta hỡi Đinh Hoàng, hậu thế nghĩ gì ngôi Thái hậu? Vân Nga đâu tiếc tấm thân vàng, vì nước an dân trao ngôi báu, Lê Hoàn dậy sóng thắng lân bang. Thái hậu Dương Vân Nga. Lòng trung quân của các đại thần để lại ngàn thu một tấm lòng. Một, Nguyễn Bạc. Thuở nhỏ, Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Lưu Cơ, Trịnh Tú kết nghĩa anh em, cùng tuổi giáp thân, cùng làng, đồng lân, đồng giáp thân. Bốn người được vua Đinh giao cho tứ trụ triều đình. Sau khi vua Đinh Tiên Hoàng bị sát hại, Nguyễn Bạc không tuân phục vua Lê Đại Hành, giữ lòng trung trinh, tiết liệt với vua Đinh. Ông đã cùng tướng Đinh Điền kéo quân về đánh Lê Đại Hành để khôi phục nhà Đinh, nhưng bị thất bại và bị xử tử năm 979. Hàn Vi thuở nhỏ bạn vua Đinh, kết nghĩa anh em nặng chữ tình. Ai biết trời xanh gây gió bão, lòng trung Phật tổ có hiển linh. Ngàn năm oanh liệt đức trung thần, hương khói đền thờ Định Quốc Công. Hoàng Long soi bóng người trung nghĩa, để lại ngàn thu một tấm lòng. Đền thờ Định Quốc Công. 2. Danh tướng Tả Thanh Trù và Hữu Thanh Trù. Khi Đinh Tiên Hoàng và con trai Thái Việt Vương bị Đỗ Thích sát hại, triều đình nổi loạn. Hai tướng Tả Thanh Trù và Hữu Thanh Trù là quan giám sát đại tướng quân của triều đình, bồng ấu chúa Đinh Toàn 6 tuổi trốn vào hang núi. Sau khi ổn định,
triều đình cho người đón ấu chúa. Hai tướng ở lại nơi này cho đến lúc mất. Dân làng lập đền thờ Phủ Đột hay còn gọi là đền Trình để tưởng nhớ hai vị trung thần. Nội loạn triều đình phò ấu chúa, ơn vua nghĩa nước cưỡi phong vân, tràn an sóng nước còn muôn thuở, hương khói đền xưa tiếc trung thần. Lòng trung sáng mãi cùng nhật nguyệt, thiên thu còn có với non sông, hữu tà thanh trù người trung liệt, gió thổi đền thiêng ngọn cờ hồng. Đền Trình. 3. Bảy vị danh thần tuẫn tiết theo vua, mang theo bí mật ngàn thu. Sau khi vua Đinh Tiên Hoàng và con trai Đinh Liễn bị sát hại, triều đình đã lấy 100 cỗ quan tài giống hệt nhau dì lòng bốn hướng. Hậu thế không biết được đâu là ngôi mộ thật của vua Đinh Tiên Hoàng. Sau khi an táng vua, bảy vị danh thần đã tuẫn tiết đem theo bí mật ngôi mộ của vua Đinh Tiên Hoàng vào Thiên Thu. Tuẫn tiết theo vua bảy danh thần, lòng trung vị nghĩa tiếc dì thân, khói hương nghi ngút đền Phủ Khống, ngàn năm con cháu mãi tri ân đền Phủ Khống. Mối oan tình và lòng trung hiếu của công chúa Phất Kim. Công chúa Phất Kim, con gái của Đinh Tiên Hoàng, được vua cha gả cho Ngô Nhật Khánh, một trong 12 sứ quân mà ông thu phục. Trong khi đi cầu viện vua Chiêm để khôi phục dòng họ Ngô, Nhật Khánh đã ra tay hành hạ và xẻo má vợ trên bãi biển Nam Giới, nay thuộc Hà Tĩnh. Khi Nhật Khánh dẫn hơn 1.000 chiến thuyền của quân Chiêm đánh vào đất Việt, quá phẫn uất trước tâm địa của chồng, công chúa Phất Kim đã gieo mình xuống giếng ngọc ở lầu Vọng Nguyệt, kinh thành Hoa Lư. Cuộc hôn nhân của công chúa Phất Kim và Ngô Nhật Khánh trong những ngày đầu diễn ra êm ấm và hạnh phúc, cho tới khi Ngô Nhật Khánh được dụ đi cầu viện vua Chiêm về đánh đại cổ Việt. Khi phò mã Độ Úy Nhật Khánh xin phép vua cha cho mình cùng công chúa Phất Kim đi kinh lý Ái Châu bằng đường thủy và xin phép vua cha cấp 5 chiến thuyền hộ tống công chúa và phò mã, là khi Nhật Khánh nhận được một bức thư từ sứ thần nhà Tống gửi. Thuyền xuôi dòng Vân Sàng, qua Ngọc Thỏ Cảng, vượt qua Thần Phù rồi ra Biển Đông. Phất Kim hỏi chồng, chúng ta đi đâu? Nhật Khánh nghĩ Phất Kim lúc này là phận gái, đã theo chồng nên đáp, chúng ta sẽ vượt qua Nam Giới chạy sang cầu cứu vua Chiêm. Người Tống đưa đường và sẽ giúp chúng ta. Việc thành, nàng sẽ trở thành chính cung hoàng hậu của nước Đại Cổ Việt. Không như những gì Ngô Nhật Khánh mong muốn, Phất Kim một lòng cương quyết. Không, chúng ta không bao giờ được phản bội phụ vương, phụ bạc kinh thành Hoa Lư và nước Đại Việt. Nhật Khánh lại nói thêm, hôm vừa qua, viên khách thương nhà Tống đã báo cho ta biết sứ giả nhà Tống đang đợi ta đến yết kiến vua Chiêm. Vua Chiêm có nhiệm vụ cấp cho ta binh lính và chiến thuyền tấn công Đại Cổ Việt bằng đường thủy. Còn về đường bộ, vua Tống đã hứa giúp quân đội mạnh nhất, có nhiều dũng tướng giỏi, đánh bằng được Đại Cổ Việt. Nàng không nghe ta thì sau có hối hận là muộn. Công chúa Phất Kim vẫn tha thiết khuyên răn. Thiếp theo lệnh vua cha đã xuất giá để theo Minh Công. Chọn đời này, kiếp này chỉ có Minh Công mà thôi. Nhưng chàng phải hồi triều, không thể nào phản lại vua cha để mang tội bất hiếu, bất trung mà mang tội phản lại dân tộc. Những lời lẽ thống thiết không làm thay đổi giáp tâm của Ngô Nhật Khánh. Khánh đã rút dao xẻo má công chúa một cách lạnh lùng, tàn nhẫn. Sách Khâm Đại Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép, Ngô Nhật Khánh dẫn vợ là công chúa của Đinh Tiên Hoàng đi trốn. Tới cửa biển Nam Giới, tức cửa Sót, Hà Tĩnh, hắn rút dao bên mình ra, xẻo má vợ mà kể tội. Cha mày đã lừa gạt để ức hiếp mẹ con ta. Ta đau lại vì mày mà bỏ qua tội ác của cha mày. Thôi, mày hãy trở về, ta sẽ một thân một mình đi tìm ai có thể cứu được ta đây. Sau đó sang thuyền chiến bên cạnh, hối thúc quân trèo đi, bỏ lại công chúa với người hầu. Công chúa Phất Kim được đưa về kinh thành Hoa Lư chạy chữa thuốc men. Tuy vết thương trên mặt đã lành,
nhưng vết sẹo trên má không bao giờ có thể làm nguôi được nỗi đau đớn, tủi nhục trong lòng của một người vợ có chồng là tướng quốc, là phò mã mà lại theo giặc ngoại bang để chống lại vua cha. Phất Kim đã xuống tóc, đi tu trong một ngôi chùa ở kinh đô Hoa Lư. Nàng đau đớn tuyệt vọng, lại phải chịu nỗi đau đớn kinh hoàng nữa là vua cha và anh cả là Đinh Liễn đã bị Đỗ Thích sát hại. Triều đình rối ren, các đại thần Nguyễn Bạc, Đinh Điền, Lê Hoàn đang dàn quân đánh lẫn nhau. Rồi Đinh Điền, Nguyễn Bạc, hai cựu trung thần và đệ nhất công thần của vua Đinh, vì lòng trung quân mà kéo quân từ Ái Châu về đánh Lê Hoàn, bị Lê Hoàn giết chết cả. Giữa lúc ấy, một tin như sét đánh ngang tai. Ngô Nhật Khánh đang dẫn hơn 1.000 chiến thuyền thủy quân của vua Chiêm, lại có vua Chiêm cùng xuất binh theo hai cửa biển Đại Ác và Thần Phù vào đánh Đại Cổ Việt, thì bị phong ba nổi lên, nhấn chìm hết cả thuyền bè và bị chết đuối. Công chúa Phật Kim đau đớn xót xa, tủi nhục đến tuyệt vọng. Nàng nhảy xuống giếng trước lầu Vọng Nguyệt, phía tây bắc kinh thành Hoa Lư tự vẫn. Cái chết đau đớn, tiết liệt trung trinh của công chúa Phất Kim làm cả triều đình và dân chúng Hoa Lư vô cùng xúc động. Ai cũng khâm phục, thật hiếm có người phụ nữ trung trinh, đức hạnh và tiết liệt như nàng. Nhân dân Hoa Lư lập đền thờ nàng ngay trên nền nhà của cung Vọng Nguyệt. Các triều đại sau đều sắc phong cho nàng là tiết liệt trung trinh. Đền thờ công chúa Phất Kim còn gọi là đền Thục Tiết Công Chúa, Phủ Bà Chúa, được xây dựng dưới triều đình để tôn thờ tấm lòng trung hiếu, sáng trong, vì nghĩa lớn thà chết chứ không chịu theo giặc chống lại vua cha của công chúa Phất Kim. Bãi bể nương dâu ôm tình hận, áo mây trả lại trốn khuê phòng. Ngàn năm ngọc vỡ hoa rơi rụng, bồng hồng mây nước giữa hoàng long. Quan trái tình xưa còn giếng ngọc, Phất Kim công chúa của kinh thành. Sương khói thu sầu ngày ly biệt, mây tắm ao trời nước trong xanh. Hận tình thất trụ chùa xưa còn có nữa, Phất Kim công chúa của tiên hoàng. Đền lạnh gió mưa màu rêu nhạt, lau mọc trên cành cảnh sơ hoang. Ôm hận nghìn thu rơi lệ ngọc, châm tan bình vỡ nước hoa trôi. Xiêm áo còn vương bờ giếng cũ, duyên tình bi hận nước mắt rơi. Chùa thất trụ. Những tấm gương hiếu trung nghĩa đó qua các câu chuyện nghìn năm đọng lại giống như một vở diễn lớn của trời xanh, mà những nhân vật lịch sử như những diễn viên đã giúp chúng ta giờ đây hiểu được sự thâm sâu và trọn vẹn của nội hàm thế nào là trung, hiếu, nghĩa. Hiểu được khí khái cổ nhân, tấm lòng thành tín chân thật của người xưa xuyên suốt lịch sử và bề dày văn hóa truyền thống dân tộc. Khí phách oai hùng vì nước, vì dân, vì nghĩa lớn của họ tỏa sáng lấp lánh trong thời đại ngày nay, khi con người đang quay cuồng trong các lợi ích cá nhân, khiến bất giác mỗi người phải thốt lên: ngày xưa thật đẹp. Chương trình Lắng Đọng Đêm Về kỳ này đến đây xin tạm dừng. Thủy Miên chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị có những giờ phút thanh thản, bình yên giữa cuộc sống hối hả bận rộn này. Xin kính chào và hẹn gặp lại.